Dũng đất bồi phù sa, người miền Trung rất có nhiều những người luôn các bác nha. Hôm nay em lại giới thiệu các bác mẫu yếu mini nút hàng âm nó này, được làm bằng gỗ nha. Mua về thì 30 sen nha, kéo được 45-50 sen các bác nha. Hàng khảm chai này, hàng chữ tài này, khảm chai cực kỳ là đẹp luôn nha các bác nha. Đây trên đây thì chạy chính chắc này, làm bằng gỗ nha, cực kỳ là nét luôn. Rút ra rút vào rất là mượt mà này, cực kỳ là kêu luôn. Các bác có nhu cầu liên hệ với bên em này, điêu cày thuốc lào chính sinh này. Bên em ship hàng toàn quốc cho các bác, nhận hàng các bác cứ thử thoải mái cho em, đừng nghĩ phải tính toán tiền nha các bác. Hàng này dốc ngược không gian nước luôn các bác nhé, dốc ngược không gian nước luôn. Anh em mang theo đi du lịch thì cực kỳ là tiện lợi luôn. Đây nhá, bao da của nó đây các bác nhé. Đây bao da này, bỏ vào bao da rất là nhỏ gọn này, tiện lợi nhé. Sách theo cầu kỳ lằng nhằng luôn các bác nhá. Đây là có tứ trụ này, mình để bật cửa thuốc lào vào bên đây nhá. Anh em ship hàng toàn quốc, các bác nhận hàng chắc thoải mái. Còn này các bác mà dùng làm quà biếu quà tặng cho các sếp thì cực kỳ là chất lượng luôn. Đây các bác nhá, các bác xem từng cái bên em, cái nào cũng rất là mượt mà, chín chu, sắc nét đẹp. Không lỗi lầm thì các bác nhắc nhận hàng các bác cứ kiểm tra thoải mái.